Tới 10 tối mình định rồi. Quá trời buồn luôn. Đây, con đầu tiên. Đây. Có hàng. Dính rồi. Con dâu khu đám cỏ đó là 8 cái, con đặt 11 cái. Con đặt là lúc mới có 3 giờ mấy hả? Dạ này, con này có 2 kg. Nó bự nè. Nè, nó lột một cái bụng nó cơ này vậy nè. Nó dài. Rồi đây dùng con đó. Qua luôn thấy rồi. Con luôn thấy cái lụng nó bị rồi. Đây. Đây, con này cũng bự nha. Lượng cũng xin chào quý cô chú anh chị em và họ anh em đam mê bé chuột nha. Đi đầu video cho Lượng gửi lời chúc lời chào đến tất cả mọi người. Thì sáng mai Lượng vẫn tiếp tục đi thăm bé chuột con nhum nha mọi người. Thì hôm nay Lượng qua cánh đồng này, Lượng bẫy được có 33 cái. Bẫy Lượng còn có 33 cái. Nên hôm qua Lượng đi bẫy, sáng nay Lượng đi thăm. Bây giờ Lượng xin mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm thăm bé chuột con nhum nha. Thì cũng xin thông báo với mọi người là tại vì công việc nên bây giờ mình hạn chế đi bẫy chuột 2-3 ngày mình mới ra ăn clip nha mọi người. Tại vì bây giờ đồng cũng khô, bẫy thì cũng không được ít, nên ở nhà mình làm công việc nhà thêm. Ví dụ như mình bẫy mình bán hoặc là mình phụ vợ mua đồ nha. Đó thì anh em cũng thông cảm. Nếu thời gian tới sắp tới thì mình sẽ cố gắng tranh thủ ra đều đặn hơn. Còn thời gian này thì mình hạn chế ra video nha. Rồi bây giờ cũng đi đến thăm cái đầu tiên. Hôm qua Lượng lỡ tay, Lượng phát hiện được cái hàng. Cái hàng này nó mới vừa tối luôn nè mọi người ơi. Quá trời vừa luôn nè. Đây. Cái hàng rồi. Dấu đất nó vừa còn mấy cháo rồi. Giờ mình đặt cái bẫy ở đây không biết nó có vô. Kỳ vọng. Ôi ôi nó khôn. Sập. Ây ơi, sập móng vô nhà em. Ây ơi. Sập sao kỳ vậy? Vô nhà em mà hả? Người thấy không? Đâu phải dễ ăn nữa. Trên đây cái nữa. Trời, cái nào cũng sập vậy. Rồi, hai cái. Đâu phải dễ ăn nữa đâu hả? Hai cái đón ra. Hai cái đón nó đi mà sao nó không có nào sập cái nhân vậy? Lượng để đây là được rồi nè. Đây nè, đây là đường đi xuống của nó nè. Nè, nó có cái này nó ngóc luôn nè. Không lẽ bẫy lợi luôn chứ. Hàng này nó mới vừa tối luôn. Rồi, ủa hết biết rồi. Tại giờ bữa quay lại. Rồi, sáng lượt cho hai cái. Không có dính cái nào hết mọi người ạ. Rồi, tới đây lần này bẫy được hai cái. Trời ơi, không sập luôn. Trời ơi, vô anh chục lúa. Tưởng đâu vô anh cắm con chứ. Đây mọi người, đây hai cái. Hai cái này được một anh cắm con. Ôi, vô anh chục lúa. Ở đây lần bẫy được một cái nữa. Vô anh chục ba. Đây. Đây, con đầu tiên. Đây. Có hàng mọi người ơi. Đó, con này cũng được nha. Đó. Xảy cái uống lắm. Đây, thử con đầu tiên nè. Quá bự luôn. Quá phê. Thôi, con này. Đã. Sao mà nó cũng không la ta?
Đắt đấy, khé khé. Rồi, rồi tiếp tục. Ở đây luôn đặt thêm cái nữa, gọt cái này không sập. Qua, wow, còn 6 cái. Về đây đừng đặt vòng vòng đây. Cái lên kia vậy mà nó không dính. Bên ngay cái miệng hàng nó không dính mà nó dính bên đây. Rồi, 6 cái này. 6 cái này cũng ổn đi. Được một anh to này được rồi. Ôi con này bự. Kẹt giò, kẹt giò. Thôi đừng có máy. Cũng xin thông báo với anh em nè. Anh em nào có đặt mấy chuột á thì đặt mình mới bẻ nha anh. Đặt mình mới bẻ nên anh em thông cảm, đợi mình 1-2 ngày nha. Chứ mình không có bẻ trước kịp. Thôi tiếp tục nha mọi người. Đó, sáng nay lần lên đây đặt quyền cái đám cỏ này được 11 cái, ở chỗ là 73 còn 33 cái đặt mỗi chỗ, 11 cái đặt 3 chỗ nên còn 7 ít á, đi thăm nó cũng lẹ. Ở đây đặt được 2 cái, thì trong 2 cái này có hàng còn 7 không phải là quan trọng. Thấy tình hình hay không ổn rồi đó. Bẫy nó mất tiêu hết rồi. Chơi kỹ trời. Rồi hiểu rồi đó. Rồi đây 2 cái này mất rồi. Mấy ông nào chơi kỳ cho ta. Đặt mấy chuột này mà cũng bị lấy nữa. Đây đặt ngay cái miệng hang nó ở đây, đặt cái bẫy nằm ngay đây rồi mất 2 cái à, nguy hiểm. Không nào chơi kệ trời, chắc nghi chắc mất hết rồi quá. Gậu quá, trái góc bờ đó mà cũng bị lấy nữa là xong rồi. Ở đây coi sao. Cái bẫy này đẩy lại còn không? Cái bẫy này đẩy lại còn. Lấy 2 cái kia. Rồi, rồi. Thua. Mất thêm 2 cái nữa rồi. Mọi người. Ở đây lần bẫy được 9 cái nè. Nó trống trống này chắc không còn quá biết mà à, chơi ác dữ người ta. Rồi hôm nay gặp rồi, chắc lấy hết luôn rồi. Rồi cái này lấy luôn rồi gì trời. Đặt bẫy mà cũng này cái nữa, giờ là mất 4 cái rồi đó. Cái gì vậy ta? Vòng vòng đây mất hết. Đây cái nữa, 5 cái. Đặt ngay đây cái nữa, 6 cái. Ủa. Cái này còn. Cái này không thấy thì còn. 6 cái. Cái này không thấy còn. Trong này 2 cái lụm mất luôn. Thì có ỉa cứt luôn nè. Trời, ỉa cứt nghe bẫy luôn nè, dính rồi. Dính 2 cái luôn. Đây. Có sách mất có trứng nè.
ai mà ăn ở gì kỳ vậy ta. Chín rượu con dâm rõ ràng nè, 8 cái rồi, 8 với 3 11 hết rồi. Trời ơi, cái này tôi phát hiện nó mới vui. Bươi cái hang hồi nào vậy? Đây. Ồ, cái hang chà bá luôn. Cái bụng này hôm qua lần đặt mà ổng đang bơm nước, nó giờ nước ngóc ở trên. Thấy vậy thôi, lần đặt có 2 cái. Hy vọng. Hy vọng còn không? Ừ, vừa được anh cống con. Đây. Chạy đi đâu? Đây có khè, có khè. Có khè cho vô nhà vô cửa. Mất 8 cái 7 rồi anh em ơi. Đây được cái, đây không vô. Cái đường đi lấn lứt luôn nhiều mà không vô. Không biết ông nội nào mà ông gình hay thiệt. Gình ông quơ phát một hết tân 8 cái 7 của mình, đặt 11 cái. Đây được con cống con. Rồi. 2-3 ngày mình mới đi 7 một lần. Mất 8 cái 7 cũng như không. Đám cỏ này đặt được 2 cái nữa. Đi vô đây giờ ướt nhẹp hết luôn. Rồi đi tới chọn người tiếp. Sáng đặt 11 cái mất hết 8 cái. Đây, đây được 1 cái. Chí nào, dính 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 dính. Ê. Dám kia đặt 2 cái. Tại cái ruộng chú bơm á. Đây. Nhưng mà thấy nó đi tới đây nó y cục con nhưng mà cũ quá. Con không dính. Sùng quá. Đây anh em coi nè, anh em nào đi bẫy gắn á thì coi cái da này coi. Quá trời cái da gắn luôn nè anh em ơi. Cái da này chắc con này có gần 2 kg. Ô ô cái bự nè. Nè, lột một cái bụng nó cơ này nè. Nó dài. Nó dài ra tới đó nè, đây lưng. Lượm đường khúc nè, khúc đùi nữa. À, tiếp tục đi. Đây lên đặt được 1 cái nữa. Đây đặt được 2 cái. Hy vọng. Rồi, vô con về. Chút cơm hay chút cọc. Hui, trời ơi, chút cơm. Đây. Bữa nay là hất vọng thiệt luôn á anh em ơi. Đó giờ mình đặt chưa bao giờ mà mất dữ vậy. Cái này quất để mình cái 8 cái luôn. Quá quả vậy. Bây giờ thăm trong kia mượn cái nữa 9 cái. 9 cái thì mình thăm còn có. Hai mươi bốn cái. Phải được có. Còn 9 cái nữa. Sẵn giờ đi hết nổi luôn. Thì từ đó giờ mất thì lạc 1-2 cái thôi. Cũng có bị ta lấy thì lấy 1 con 2 con cái người ta ăn thôi. Bữa nay là nó cố tình nó gom hết luôn rồi. Hay là còn mấy cái kia kiếm không gặp. Kiếm gặp là chắc nó cũng lấy hết rồi. Thì tình luôn. Cái này chắc bỏ nghề luôn. Rồi tới đám lúa này lần đặt được 3 cái. Vòng vòng khu vực trên này lần bẫy được. Còn được có 9 cái bẫy nữa nha. Ờ đây đây là vườn con hôm qua Linh thấy rồi. Con Linh thấy cái luồng nó đi rồi. Đây. Đây con này cũng bự nha. Hôm trước con Linh lên đây là Linh thấy nó đi ăn dài 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 dài. Đi ăn dài dài đây nè, đó, nó quần. Nó quần quá trời quần luôn. Con bẫy đây được 3 cái. Trời ơi cái này vậy mà không đi ta. Cái này 7 ngày viên hang vậy mà không đi nè. Dòng bạc cái này dính 2 con. Đây là còn đây còn anh em. Đây 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 cỏ. Rồi. Đây là một cặp nữa. Ừ. Ui khuê. Khuê. Hôm qua lên đây nè. Là luôn thấy này đường này là luôn dính nó dính chắc rồi.
đi. Đó, lên đặt hai cái. Ở đây có hàng đụng. Đó. Đây nữa nè. Đó. Rồi, ba cái dính hai con được rồi. Đây. Ăn ủi lại. Kiếm lại tiền của bảy thôi. Đây nè, thấy khuê. Nó chịu dính rồi, cái là khuê. Còn nó không dính. Nó không dính thì nó không phê. Mất bảy nó còn phê hơn. Quá trời, 20 này. 20 này ký mấy á. 20 này nếu bèo bèo cũng gần. Cũng còn 6 lạng cho lên nha. Đó. Rồi thôi đừng ngập máy đi. Lâu quá rồi. Lên bên kia lần hy vọng dính. Còn 6 cái nữa di cho chín được hai con nữa thôi. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Hôm qua lượn lên tới đây nè, lượn thấy cái dấu nó đi ra nè, thấy không? Nè. Dấu nó chạy ra nè, nó có ý thức. Nè, nó đi chạy dài ra ngoài này. Dài ra ngoài này. Dài dài ra đây nên lượn bảy ngoài này một cái. Chặn thử coi nó có vô không nha. Nếu có vô á thì mình đóng chính xác, còn nó không vô thì thôi nha. Anh em đừng có buồn. Không biết cái bẫy còn hay không nữa nè. Thấy đó, nguy hiểm rồi đó. Bẫy mấy cái đường trên ruộng này nè. Mấy ông đi ruộng là không hay bị. Hay bị ông mấy ông lụm lắm. Rồi, thấy xong rồi đó. Thêm cái nữa rồi đó. Rồi, mất nữa rồi anh em ơi. Sáng có giống đi lội đi ruộng. Rồi. Xong. Đâu bẫy xa dữ vậy. Rồi sáng nay bị lụm thêm cái nữa rồi. Là 10 cái. Trời ơi ngày nay mất 10 cái bẫy. Nhưng mà bẫy đâu đây hay gì. Đâu đây nè. Đây coi có chỗ nào. Nó nằm nó ị. Đâu đây. Đây chính xác là đây nè. Nè. Nó ăn ốc còn nè. Là nó ăn ốc còn luôn nè. Vậy cái này dính nè. Nè người coi nè. Ăn cái ngốc nè, không bỏ nè. Vậy mà ông nào. Ông nào sáng đi sớm. Trời ơi, ở đây nó cắn. Cái gì kỳ vậy ta? Mất quà vậy trời ơi. Chán thiệt. Ở đây còn hai cái. Hết muốn. Hết tin tưởng. Hai cái không biết còn hay không nữa nè. Đừng nói hai cái này mất luôn nha. Cái đường ra đây. Cái bẫy mình đặt nè. Đặt ở đây. Cái đường ra đâu. Bẫy đặt lâu mất rồi. Thôi đừng nói mất nữa nha. Mất nữa là bỏ nghề luôn quá. Rồi xong. Chó giặt. Người ta lấy luôn rồi. Dính rồi. Đây nè. Đặt ngay đây. Ông cố nội kia ông đi ruộng. Đi ruộng chó nó giặt. Trời ơi. Xong luôn. Cái đặt ngoài này một cái nữa. Ở đây đi. Đây sao không bỏ lại đây. Trời ơi chó. Trời ơi nó quằn banh chành đám này luôn. Đây con này nhỏ quá hay gì đây. Rồi ngay đây một cái đâu. Rồi ngay đây một cái dính luôn. Đặt ngay đây một cái. Cái này dính nè. Thì một cái cái gì ta đặt ngay đường này đi ra ăn cái nữa nên em coi đường đi ra im hết biết không? Cái này chắc bự quá chục này chục cơm hay là chục cơm
chó gì mà nó giật. Giờ mất hai cái nữa rồi anh em ơi, mất cả hai cái, mấy cái dính thôi. Ác thiệt, cái này còn nhân từ lấy hai cái dính nè, hai cái dính chục cống lấy, còn có chục cơm để lại, vậy là cũng còn được đi. Nhí xong cái bới bờ này mà đi cũng phát hiện lấy luôn. Trời ơi trời, tức hết rồi này, vô con gì trời ơi. Giờ này thì tao mới, tao giật đầu mày liền chứ giờ tao đang quạo dữ lắm rồi đó. Ở đây còn cái thì vô, chụp vô công giùm này. Trời ơi, chụp sống vô nữa. Rồi. Hai cái này thì xui quẩy vô. Vô nó không vô. Không vô cũng còn cái bẫy. Rồi, cái cuối cùng luôn nha anh em. Giờ lên gấp máy đi. Hôm nay bẫy 33 cái bẫy mọi người ơi. 33 cái bẫy nhưng mà bây giờ bị mất hết 10 cái rồi. Nè mọi người, 10 cái trong đó có cái dính cái hông, nó cố tình nó gom lấy hết trơn đó. Ở đây còn được dính được mấy con nè, bây giờ mấy con mình tổng kết mấy con nha. Thật là quái trưởng luôn đó, giờ đặt chưa lần nào mà giống như lần này luôn. Hỏi ông chú kia nó đêm 8 giờ nó ghé thằng pin ra nó soi à. Nó ra gọi, nó cố tình nó gọi đi lấy bẫy. Thì bẫy hiện tại mình giờ còn có được trong vỏ là 24 nè. Đó. Có 12, một lớp này 12. 12 ở ngoài mình đếm được coi còn nhiêu. 2 4 6 8 10 nữa là 22 cái. 22 cái vậy là mình mất 11 cái. Mất 10 cái mình cho anh kia mượn cái lên nha mọi người. Mất 10 cái anh kia mượn cái là 11 cái. Rồi, video clip bẫy chuột mình đến đây cũng xin kết thúc. Đó, anh em nào có nhu cầu thịt chuột nè, bẫy chuột thì liên hệ số điện thoại mình ghi trên màn hình hoặc để dưới phần mô tả nha. Thế anh em đặt bẫy chuột á thì mình đặt dự kiến trước 2-3 ngày nha. Tại vì là anh em đặt mình mới bẻ nha. Nên anh em chịu khó thông cảm giùm mình xíu, tại vì mình vừa đi làm nè, vừa đi làm video nè, vừa đi để chuột. Nên thời gian mình bẻ nó hơi chậm xíu, anh em cũng thông cảm. Anh em nào muốn đặt thì cứ liên hệ trước mình 2-3 ngày cái mình bẻ xong rồi mình sẽ giao cho anh em. Còn thịt chuột á thì anh em nào cần thì cứ liên hệ mình. Bao làm cũng có. Anh em lấy chuột sống cũng có, mà lấy chuột con cũng có nha. Đó. Rồi, bây giờ quý lớp về chuột của Luận đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Hẹn quý cô chú anh chị những video tiếp theo nha.